Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay là một ngày không đẹp trời cho lắm, nhưng mình vẫn tiếp tục gửi tặng đến các bạn những tác phẩm thật là đẹp và tuyệt vời. Và mình mong rằng các bạn xem video của mình thì hãy ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình tiếp tục lấy động lực ra video. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi quá trình mình tạo ra video của mình nhé. Xin mời. Các bạn ơi, bây giờ sẽ tôi mời cho các bạn xem nhé. Mọi người ơi, đây là phần màu tím của mình nha. Đây là phần màu tím của mình nha mọi người. Mọi người ơi, đây là phần màu thứ ba của mình màu tím nha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với màu. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với hạt chữ đi. Mọi người ơi, phần hạt chữ của mình đây này. Đây là phần hạt chữ của mình nha mọi người. Mọi người ơi, đây là phần hạt chữ của mình. Bây giờ mình sẽ buộc hai đầu lại với nhau nha. Giờ mình buộc hai đầu lại với nhau nha mọi người. Bây giờ mình sẽ buộc hai đầu của chiếc vòng lại với nhau. Mình sẽ trang trí nốt chiếc vòng nha. Thì là mình xin tiêu cho mọi người. Mình đang trang trí nốt cái vòng của mình nhé mọi người ơi. Mọi người ơi, chiếc vòng mình hoàn thành rồi này. Video của mình đến đây đã kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình một like, một chia sẻ, một đăng ký kênh nhé. Mọi người ơi, đây là chiếc vòng của mình hoàn thành rồi nha. Video của mình đến đây đã kết thúc. Nếu các bạn thích thì cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nha. Các bạn ơi, đây chiếc vòng của mình hoàn thành rồi này. Video của mình đến đây đã kết thúc nha. Nếu các bạn thích thì cho mình một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh nha. Không, cái bài chị vừa hát đang hót vào đúng không? Đúng. Giá như đời là người có giá như em yêu anh nhiều lắm nhưng em đời mà ai trong đêm đi một sáng.
Và lại mình tiếp xin mời các bạn. Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của mình. Hôm nay là một ngày không đẹp trời cho lắm, nhưng mình vẫn tiếp tục gửi tặng đến các bạn những tác phẩm thật là đẹp và tuyệt vời. Và mình mong rằng các bạn xem video của mình thì hãy ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ mình, để mình tiếp tục lấy động lực ra video. Mình xin chân thành cảm ơn các bạn rất là nhiều. Bây giờ mời các bạn cùng theo dõi quá trình mình tạo ra video của mình nhé. Xin mời. Các bạn bây giờ mình sẽ tung màu cho các bạn xem. Súng AK. Bây giờ mình sẽ làm nha mọi người. Quả bom. Tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình. Ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục hướng dẫn các bạn làm một tay. Và một tay hôm nay của mình sẽ có từ quả bom. Quả bom. Bây giờ mình sẽ bắt đầu làm nha mọi người. Rồi mình sẽ sổ quả cam. Sáng rồi. Dạ. Sáng rồi. Sáng đi rồi. Xem video rồi anh. Em chỉ có ở nhà ngủ thôi. Mẹ ở nhà ngủ mà ra mắt mẹ vẫn như thế kia. Dạ. Mẹ nhà ngủ mắt là mẹ vẫn như thế kia. Vâng. Tôi nó nhiều tôi bả mà cái giỏ. Thật anh hỏi chú em xem. Mắt mẹ giỏ như hánh mọng nước kia mà ngủ. Vâng. Em ngủ thì mới xinh như thế chứ. Mẹ nó điều lắm, không tin. Tao đi chơi. Hôm qua tao đi làm vậy, tao lại đi chơi ánh sáng vậy. Em không. Nhưng mà nhà em ngủ luôn. Đây thông tin mà đi chơi ánh sáng vậy. Anh tìm được ở đâu? Tao lắp cam đầy đường làng kia. Mẹ. Không, em có đi chơi ánh sáng đâu. Xem về luôn mà. Mỗi tội là về xong ngồi về điện thoại đến 1-2 giờ sáng mới ngủ rồi. Đúng là 1 rưỡi. Đến 1 giờ xong đi tắm đến 1 rưỡi ngủ. Mọi người đây là màu cam của mình nha. Đây là phần màu cam của mình nha mọi người. Đây là màu đầu tiên của mình, màu cam. Bây giờ mình sẽ tiếp tục với màu đỏ ạ. Anh nghe lại đi quay trên YouTube đây. Quay đâu rồi? Dạ, cái kia trên hết rồi, bây giờ anh đi quay trên YouTube đây. Khả năng thế vậy. Anh cũng biết là không nghĩ nổi cái gì nữa rồi chứ. Khả năng là sắp ngẩy nửi đây. Không nghĩ ra nổi được. Không nghĩ ra từ nào. Bây giờ em đang nghĩ ra cho được là các loại nghề thôi. Nhưng mà... Các loại gì? Các loại nghề ấy. Như là thợ mộc các thứ ấy. Thợ mộc làm đồ ấy, tức là làm cây mà... Không, kiểu làm chủ đề vòng tay gì ạ. Đấy, cuối cùng làm được 6 ngày xong phát tịt, khỏi nghĩ. Cái chỗ này em bảo hết rồi. Bao làm nhãn hiệu. Các kiểu đây. Nhãn hiệu được ai? Ừ, đọc hết. Sau làm cái mỗi người mình làm tiếng Việt. Được. Lưu với to ai, lưu với tươi. Các bạn, đây là màu đỏ. Mua xí các kiểu lên. Bây giờ mình sẽ tiếp tục màu trắng. Chẳng hiện nay thì cứ luôn làm đọc như đọc là na. Eo vỉ, đọc đâu vỉ, khô. Adidas, đọc Adidas. Eo nghĩ ra một đống ở kia. Nhưng mà chưa đạp. Vì sao ấy? Một lũ cho chị luôn này. Mọi người ơi, đây là màu trắng của mình này. Đây là phần màu trắng tiếp theo của mình này mọi người. Mọi người ơi, đây là phần màu trắng của mình nhá. Bây giờ mình sẽ xóa chữ nha mọi người. Đây. Công nghệ chế biến thủy sản ngành kỹ thuật diệt.
công nghệ gì, sợi dây nhờn cụ đống. À, xong bây giờ này em đọc cho chị cả đống luôn, làm thoải mái được không? Hả? Xong bây giờ này em đọc cho chị cả đống luôn này. Okay. Ở đây có phải tầm 100-200 không hết, 100-200 video cơ. Mỗi tội tên hơi dài nhé. Vậy là một chút xong rồi các bạn.